Nó chỉ là trâu cho lột đi đó. Nó chỉ là trâu ít khó hít gió ra nhé. Mày tìm có thể thấy cho. Để ta ở chè. Hít gió. Cho chị chơi nhé. Trâu khi nào không? Trâu khi nào? Bên nó chỉ nó. Nó chỉ là trâu khi nào. Để cho chị ta làm gì hả? Không là chị là giá phở. Con không cố té được cho con này. Sớm thì sẽ tỏ nó. Rất ra là nó tay thì chụp cũng nhẹ, tổng thể ra hết. Đâu chứ chưa? Đâu chứ chưa mà đo kia ha, có chỉ dư đi co đi lò lấy ở đâu chưa? Nó chưa lấy cả. À quên rồi. Rappelo. Chúng ta chỉ lo la lấy bé cháu phở lô, lo nó phở. Nó phở, nó phải bay đi. Chúng ta sẽ tu, sẽ bắt ta, giờ phải cầu lị nữa chứ, giờ phải theo chúng tôi nữa chứ. Gặp phải vô tỷ trên gặp chị tính cho phía năm mò. Phía lò năm mò. Ô, lấy mô tả. Sao ra ra mà.
Pho hiện nay gần lò. Ok. Mưa hoa là. Chắc năng đi. Mở trên một té. Đó. Ừ, nói này có tôm không? Em cũng chẳng bắt còn gì mỏ. Em cũng đi lấy mà đi cũng toàn nha. Đi bóp bó bây giờ. Ừ, mỏ. Ê, đi bóp bó. Đi ít bó ra nóng. Ít bó ra đá bắt chú. Y có cho em tay lên và y có cho em tay bắn nó. Ay nó không giữa. Có đứa trẻ chỉ ta chờ dừa, chờ khánh giờ không bé. Hả? Có đứa trẻ chỉ ta chờ dừa, chờ khánh giờ không bé đó. Chờ khánh giờ xì xì ăn đó. Ồ, chuyện dừa, có tới nó là chuyện dừa. Chuyện lấy dừa lắm. Ừ. Cho bà ăn đi thêm lấy dừa. Ừ. Mẹ mẹ. Bông chè, bông chè cá nà lúc cố đoán rồi. Để nó gọi ta lấy lửa, nó ăn ta không? Chết rồi. Mẹ, mẹ trở chân ngủ hả? Hả? Trở chân ngủ hả? À, chị. Nó hay trở chân ngủ hả? Trở chân ngủ hả? Trở chân ngủ hả? Chị sao mà mẹ hả? Chị nhỏ lấy một cỡ đi hả? Bác gì nó xoay. Năm chị lấy cỡ. Nhà cái sống. Dạ. Mẹ anh đến thế chứ. Mẹ tôi không sợ sợ bay. Thôi vì đang yếu xí lúc xe đến đó. Lúc là mô xí xứ. Thật chứ mô xí á mô xông đậu mô. Ừ là ta hò. Tè má. Mình chị đa hò. Cái này hoàn toàn là xuôi, chúng ta tay nó,
ta lo trả lời ra muốn mà hay tìm gì có nhé cái sự cho nó ta sức lỡ em thực tế á thì để lâu có sự nhỏ ở ít lần nữa một tay mà đi ta lại lo sự cho nó sẽ đời sấy rồi ít lần nữa ta đã có sự nhỏ một tay mà đi xin nói thêm mẹ gỡ lo ra cho mọi sự nó một đôi nè tại thế đã lâu nữa nữ chỉ cả lo bữa tiệc chế nó chơi tất kỳ là do bên dần gió nó chơi ba món nó lòng ta nhà cô lòng em ba tôi sẽ xuống mà chỉ có ba món ấy ít phát ra nhà lâu ít phát ra đá luôn ít phát ra nhà lắm mà ít phát ra nóng rồi thì có chút thôi nhá so nhà cô em ba cắt đi họ là cái của lo khen đi ha nào thì chú ấy phải đó thôi lúc xưa anh ấy để chồng tôi nhá lo gì xuống cho thì cái này tay đá luôn của chị họ luôn em phải chị cũng thiệt để khen đá chị nhá ông ta chứ nhau tàu chè của ông ta phải cái cũng tàu chè nó không mấy má chỉ chọn mà má chọn nó nên chọn ra sai á chè của tôi nhá rộng nhòi mua chọn nó nên mặc sai đó nên mà sai đó chè đấy có xin mà chè chè phải đó chạy nó gì phóng phóng theo chạy nó phần gì hay lấy của có xưa thì phải đấy đi mà cái nó tin nhau đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.